chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Gỗ An Cường. Mình là Ngọc Hiền. Nói về các loại bề mặt gỗ công nghiệp thì lacquer laminate là sản phẩm rất được ưa chuộng với nhiều màu sắc đa dạng và ứng dụng phong phú. Đặc biệt hôm nay, Hiền đang có mặt tại Reality Hub An Cường sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm nổi trội và được yêu thích nhất thuộc dòng lacquer laminate. Đó chính là bộ sưu tập Metal Feel Lacquer Laminate. Được ra mắt tại hội chợ Interzoom ở Đức vừa qua, dòng sản phẩm Metal Feel đã đón nhận được rất nhiều phản hồi tích cực và sự ưa chuộng từ khách hàng vì tính thẩm mỹ cao cũng như độ bền tuyệt hảo của sản phẩm. Được làm từ nhựa tái chế trộn lẫn với bột kim loại thật, Metal Feel là sản phẩm đáp ứng được tiêu chí thân thiện với môi trường cùng bề mặt hiệu ứng kim loại thật, tạo nên một sản phẩm tuyệt hảo, độc đáo, nhìn không khác gì một tấm kim loại thật, nâng tầm sang trọng cho sản phẩm nội thất của bạn lên một tầng cao mới. Thuộc dòng sản phẩm cao cấp lacquer laminate, thế nên Metal Feel cũng mang những đặc tính vượt trội như bề mặt mềm và mịn như lụa, không bám dấu vân tay, khả năng chống chảy xước cao và dễ phục hồi bề mặt. Để tham khảo thêm cách phục hồi bề mặt lacquer laminate bị chảy xước, các bạn có thể tham khảo video clip này nhé. Với dòng sản phẩm lacquer laminate cũng như Metal Feel, An Cường đã mang đến rất nhiều giải pháp và ứng dụng như cánh 1D cùng các giải pháp tay nắm K, Z, U, G. Nổi bật hơn hết là giải pháp tay nắm kết hợp mới nhất là tay nắm UG và tay nắm UGU. Cũng có thể ứng dụng với thiết kế tấm 3D như 7 biên dạng tấm 3D các bạn thấy ở đây. Gồm các biên dạng hình thoi, hình kim cương, gợn sóng, sọc rãnh vuông, sọc rãnh tròn, hình chữ nhật và hình thang. Hoặc đa dạng hơn với ứng dụng cánh sucker gồm cánh sucker 5 ảnh, cánh slim sucker và đặc biệt là cánh micro sucker. Tất cả các giải pháp này các bạn có thể ứng dụng cho các không gian nội thất khác nhau như cánh tủ bếp, cánh tủ áo, ốp vách trang trí, vân vân. Với những ưu điểm vượt trội, Metal Feel Lacquer Laminate không chỉ là một sản phẩm bề mặt sang trọng, thẩm mỹ cùng hiệu ứng bề mặt thay đổi theo ánh sáng vô cùng mới lạ, mà đây chính là một sự lựa chọn hoàn hảo, độc đáo và tân tiến nhất hiện nay, một điểm nhấn đẳng cấp đầy tinh tế cho không gian nội thất gia đình bạn. Bạn thấy Metal Feel Lacquer Laminate có xứng đáng trở thành xu hướng nội thất 2024 này không? Hãy để lại comment bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại!